đoàn mới mua. Kỷ niệm một năm YouTuber. Chào, xin Tông chào. Tông GC phần 2. Hôm nay 20 tháng 7 năm 2021. Ta đang chạy kênh YouTube của mình là kênh Tông GC. Trước xuống sau chúng ta đã được một năm rồi đó các bạn. Anh thì ngồi bằng sao cũng được. Để kỷ niệm một năm làm YouTube bự quá, mình anh hết hai chỗ. Mình sẽ rồi, mời các bạn xem tổng hợp mấy cái video của mình. Anh lái xuống dưới mình ngồi. Xin mời. Chú nói rồi đi, đứng được đứng lên cục đá đó. Thôi em ra ngoài nó không đồng ý đứng cục đá này, tối đa là đứng vô cục đó thôi. Nhìn cảnh thác nước vừa rồi thì các bạn thấy là biết mình sẽ nói về chủ đề của cái video này là lên Tây Nguyên. Phần 2 của chương trình kỷ niệm YouTuber Tổng GC 1 năm nha các bạn. Đây là thành phố Đồng Xoài. Đồng Xoài cách thành phố Hồ Chí Minh 101 km và cách cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tức là giáp với Campuchia đó, khoảng 90 km. Đồng Xoài có các đường giao thông quan trọng là quốc lộ 14. Sẽ lên đến Tây Nguyên qua các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và đi thẳng ra tới Tị Thiên. Và đây là đêm đầu tiên của cái chuyến đi lên Tây Nguyên của mình. Mình đến thành phố Đồng Xoài và nghỉ đêm ở đây trước khi đi tiếp để thăm những cảnh đẹp ở hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Vậy sáng hôm sau, chào Đắk Nông, cả đoàn mình gồm có hai vợ chồng cùng với các bạn ở cùng công ty với bà xã hướng lên Tây Nguyên đi qua quốc lộ 14, vừa xuất phát ra khỏi thành phố Đồng Xoài. Buổi sáng sớm nhưng đường rất là dày đặc sương mù, mưa lắc rắc, rất khó đi trơn trượt. Và đến đây xe phải dừng lại để chờ một chút cho nó bớt những cái cơn mưa và mây mù. Thực tình là chúng ta có thể đi được nhưng mà do cái cảnh này nó khó thấy ở thành phố, do đó là đoàn ngừng lại để lấy vài shot phim xem cái cảnh ở đường lên Tây Nguyên nó khác với thành phố mình như thế nào. Và ở đoạn này là quốc lộ 28. Quốc lộ này nối cái quốc lộ 14 và đi qua cái phần quốc lộ 20 của đường lên Lâm Đồng, Đà Lạt. Rồi quốc lộ 28 một chút thì mình đã đến địa phận của Tà Đùng, hay là khu du lịch Tà Đùng, hay là núi Tà Đùng, hay là hồ Tà Đùng, nằm cách quốc lộ 28 chừng khoảng vài km và đã đến cái chương trình quan trọng nhất của chuyến đi là hồ Tà Đùng. Ở đây đoàn mình chọn cái khu du lịch Top View hay còn gọi là nhà chú Đông ở chỗ hồ Tà Đùng nha các bạn. Đây khu du lịch Tà Đùng Top View Homestay.
Rất tiếc là trong cái thời điểm này là khu du lịch đang cải tạo sửa chữa một số chi tiết bên trong. Do đó nó ảnh hưởng đến phong cảnh của khu du lịch. Và đây hình ảnh rất đẹp của hai người già, người dân tộc. Cái mảnh đất này bao nhiêu? Mình cũng tranh thủ phỏng vấn được chú Đông là chủ của khu du lịch Top View Tà Đồng này. Vừa làm vừa đón khách để lấy ngắn nuôi dài. Có anh nói rồi nãy là nó chuẩn bị làm cái gì đó đó. Coi review của tụi nó có 3 cái 4 phòng vậy. Dạ, lúc trước cái bạn đến năm nay chỉ có cái dãy này thôi. Nhưng mà từ ngày đấy đến giờ em mới tiến bộ phải kiếm ăn được chứ. Em muốn nó chỉ không. Tại họ trước cái nó làm từ lâu rồi đó. Rồi đấy là hồi đầu. Hồi đầu là em đi có mỗi lần này và cái hồ bơi thôi. Để sau cứ mỗi năm tăng thêm. Cái đường này cũng đẹp, mà nó view đẹp kia ha. Cái đường view cũng rất là đẹp. Em thêm 16 phòng này và em bỏ khu này. Cái này là cái thuộc cái huyện Đắk Cờ Long hả? Đắk Cờ Long. Thị xã là Đắk Song. Thôi chúc ông chủ thành công nha. Đây cái lối vào hồ Tà Đùng. Bên ngoài có bức tranh rất đẹp. Và qua cái khúc này chúng ta sẽ qua một vườn hoa rất sặc sỡ, rất đẹp, rực rỡ màu sắc. Đây, toàn cảnh của hồ Tà Đùng. Tiếc là hôm nay thì thời tiết nó không được tốt, mặc dù đang trưa 10 giờ 11 giờ rồi nhưng mà vẫn còn âm u. Xa xa chúng ta thấy một cái hồ đặc biệt với những cái hòn đảo lô nhô. Phía xa hơn nữa là núi Tà Đùng đó các bạn. Đây là cái hồ mà được tích nước từ cái công trình thủy điện Đồng Nai 3. Do đó nó tạo thành cái hồ rất đẹp như thế này, giống như Hạ Long ở Tây Nguyên vậy đó. Bây giờ đoàn sẽ đi sát xuống dưới một chút để nhìn kỹ hơn khung cảnh thơ mộng của hồ Tà Đùng. Đứng ở đây chúng ta có thể bao quát nhìn ra một cái khu vực rộng lớn, một bức tranh sơn thủy hữu tình. Bên kia là núi, trên kia là trời, là mây, là nước. Và có những cái hòn đảo to, đảo nhỏ. Mình tạm thời mình tưởng tượng như vịnh Hạ Long đi. Mặc dù cái tưởng tượng này thì nó không được chính xác lắm, nhưng mà cũng có một cái khái niệm như vậy. Những cái hòn nhỏ nhỏ đó là các bạn biết đó là những cái đồi nhỏ ở trong cái khu du lịch này, những thung lũng thì nó bị tích nước thành ra nó trở nên cái hồ. À, các bạn thấy đẹp không? Nếu những bữa trời trong, mây trắng, mây xanh thì nó lại càng đẹp hơn. Đây, đoàn mình chụp một cái bức ảnh lưu niệm để kỷ niệm cái đây. Và một điểm du lịch khác cũng rất nổi tiếng trong cái vùng đất Tây Nguyên này đó là thác Khoai Sáp thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Các bạn có nghe cái tiếng nước đổ ầm ầm và khung cảnh thật hùng vĩ. Đây là cái ngọn thác trong ba cái hệ thống, trong ba cái thác thuộc hệ thống thác trên dòng sông Serepok chảy khu vực cao nguyên. Và đặc điểm là cái dòng sông Serepok này nó chảy ngược về hướng Tây nha các bạn. Ở trên Tây Nguyên của nước ta đây, cái dòng sông Serepok chảy tạo nên hệ thống ba thác Gia Long, Rây Nơi, Rây Sáp, rồi nó chảy thẳng về hướng Tây, chảy qua địa phận
nước bạn Campuchia và đổ vào dòng sông Mekong. Từ đó sông Mekong chảy xuống hạ lưu, xuống biển Hồ của Campuchia rồi xuống dưới đồng bằng sông Cửu Long nước ta. Đặc biệt là nước này là dòng nước đổ vào sông Mekong đó nha các bạn. Và ngọn thác rất đẹp, rất hùng vĩ của Tây Nguyên đang ở phía trước mặt các bạn. Trong đá thì nước cũng chảy ra đây, rất trong, rất mát và rất đẹp. Tới đây thì tạm biệt thác Rai Sáp, tạm biệt Âm Giang Đại Ngàn, tạm biệt cây xanh. Và chúng ta sẽ đi tiếp về thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Lắk và thủ phủ của vùng Tây Nguyên. Ôi trời, cái nhà gì cao quá chứ. Thật đẹp chứ, bự to đùng luôn á chứ. Được rồi, chiến thắng rồi. Trước mặt chúng ta là cái ngã 6 Buôn Ma Thuột, có tượng đài chiến thắng rất đẹp, rất cao. Phía dưới thì có một chiếc xe tăng. Do chúng ta lấy hình ở xa thì đã thấy nhỏ như vậy, chứ thực tế là rất cao, rất đẹp. 300 mét nữa, tại Buôn Ma Thuột về đêm rất rực rỡ ánh đèn. Thậm chí mà xã mình còn nói đẹp hơn Sài Gòn. Và đây xin giới thiệu các bạn một nhà hàng, gọi là nhà hàng Cơm Niêu Vợ Nấu, thuộc thành phố Buôn Ma Thuột. Đoàn chúng mình là thưởng thức cái món đặc sắc là cơm lam và xa lửa. Ở đây nó sốt chưa? Và đâu? Anh làm chiếc phèo cái. Xem cách bài trí trong cái quán cơm của một vùng đất Tây Nguyên này rất đẹp. Bên đây không có bình rượu. Ở đây có chiếc phèo, có thị nở. Tới đó hả? Buông gì đâu, nhà đẹp thường chết là buông. Đúng rồi, tiếp tục là mình sẽ đi vào cái buông Angkor Da Ho. Buông này nằm trong thành phố Buôn Ma Thuột nha các bạn. Nó cách trung tâm khoảng chừng 23 cây số thôi. Đó, đây. Gọi là buông của người dân tộc, và bây giờ là đã cải tạo và đã đẹp đẽ lắm rồi. Đó, mới cây gỗ cũng mới, mái ngói cũng mới. Khác với những tưởng tượng của chúng ta về những cái buôn làng của người dân tộc là nghèo nàn, là khổ sở, là cũ kỹ. Và cũng nói thêm các bạn biết là trong mấy năm trước đây là khu vực Buôn Ma Thuột này là rất trúng mùa cà phê, do đó là được giá, nhân dân ta khá lên, xây cất những cái buôn để làm truyền thống thôi chứ bây giờ rất là đẹp. Và cái buôn Angkor Da Ho này bây giờ là toàn xe hơi không các bạn. Ôi, video này tới đây cũng sắm dứt. Xin chào các bạn, chúc các bạn bình an và vui vẻ.